mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại khóm 7, phường 2 tại tỉnh Sóc Trăng. Đây bà của Hoa tiếp tục cưa hàng cây cao vua. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa tiếp tục 4 cây cao vua này như thế nào nha. Mấy cây cao vua này thì bác Tư đã đổ thuốc ở phía dưới gốc rồi. Bởi vậy lá của nó gần khô hết rồi. Cái vách tường này cũng rất là yếu, nó bị cái phần gốc nó đội lên, bác Tư phải lấy mấy miếng tôn che lại nghe, vách tường nó bị nứt.
dở là ta đừng có việc mặt dở nó bây giờ được. Chứ đường đứng ở phía dưới mà giật giật ho không có thấy nè. Thank you.
battery rỡ 8.2 để cường cái phần của cây cà chua luôn. Ba con hoa cưa tiết cây kế bên. Dạ. Ba gái nói là bà của hoa cưa ngay chỗ hẹp á thì rớt xuống cũng không có hư hao gì hết. Yeah.
bạn của ông Tàu mà đúng không? Ông Tàu hả? Ông Tàu không? Hát rồi, hát ông Tàu. Rồi, bỏ rồi. Rồi đó cái máy bự lên máy cưa và làm gì cho Oh.
À, nãy giờ ba cũng hoa cưa được 4 cây cao vua. Lóng nó chắc hết cái đường đi luôn. Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mới vừa cưa 4 cây xong là trời mưa luôn. Nhưng mà mưa nắng nữa. Và cũng là thì đang gom đồ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.